À, hôm nay thứ bảy chín tây tháng bảy chuẩn bị trình đường Việt Nam sau sau mùa Covid thì hành lý thì chuẩn bị hết. Là khoảng hơn 24 tiếng sau mới về tới Việt Nam. Đi đến Việt Nam. Bởi vì từ nhà đi xuống tới sân bay hết 500 cây số. Rồi hiện nay sau cái mùa dịch thì sợ có nhiều gì bất trắc tại sân bay, có thể là mình phải đi sớm ít nhất từ 3 tiếng tới 4 tiếng. Có nhiều sân bay trên châu Âu hiện nay là đang bị thiếu thiếu nhân viên làm. Như ngày hôm nay đọc tin tức ở bên Thụy Điển như là gần 3.000 khách du lịch của người Thụy Điển phải bị kẹt lại trên các sân bay quốc tế. Tháng sau gặp lại hai nhà. Giờ này là gần 8 giờ nha. Mà ngày mai á khoảng 12 giờ trưa, bây giờ mình tính theo theo giờ của Phần Lan, bây giờ là 8 giờ thì ngày mai khoảng 12 giờ trưa giờ Phần Lan thì mới đến Singapore. Là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tất cả là 28 tiếng đồng hồ. 28 tiếng đồng hồ. Hiện hôm nay là 10 khoảng 15 độ cộng. Mình tới ga xe lửa cũng hơi sớm. Trời này mát. À, từng rồi từng vừa qua, ôi trời nóng dữ lắm. Từ đây lên tới sân bay hay là hoặc thủ đô Helsinki khoảng 500 cây số thì xe lửa chạy khoảng 3 tiếng mấy. Đây, đây tất cả hành lý của ngày hôm nay. Đứa cháu nó nói rồi gì dưỡng. Con tưởng nó gì dượng dọn về Việt Nam ở luôn chứ. Cái cháu nhìn ra nó nói xe lửa tới. Bữa nay thời tiết mát mẻ 15 độ vậy. Xe lửa đang chạy với tốc độ khoảng 160 mấy cây số, 77. Đồ mà cáo anh rồi. Hồi nãy khúc cái trên kia thì chạy như gần tới gần 200 cây số giờ. Hôm nay sân bay mới nha, sân bay mới làm lại cho sân bay Helsinki. Này đảng này nè. 500 bạn chúng ta. Ok, bye bye con. Bye bye. Đây là khu vực sân bay cũ. Và hiện nay sân bay đã bự thêm được đó. Bự ra luôn. Còn đây là trong đây chúng ta đang đó, đây là khu vực sân bay cũ đây đó. Hồi xưa mình check in bên đó đó là nha, hồi xưa mình check in bên đó đó, nhớ không? Hồi xưa check in bên đó đó. Bây giờ thấy rồi. Giờ sân bay bự lắm rồi. Sân bay của Phần Lan hiện giờ là một trong những cái sân bay không bị kẹt, giải quyết mọi chuyện rất là gọn gàng. Hiện nay đó là sân bay của Helsinki. Ôi ôi, hồi nãy giờ nếu mà hồi nãy mà ở đây mà còn cái cũ chỗ này thì chắc ôi chứa không hết rồi. Ôi bự gấp 10 lần cái cũ quá à. Ôi bự gấp 10 lần cái cũ luôn. Hồi xưa là xe cái đó đưa tới nó đậu đó ngoài cửa đó là bước vô. Rồi bước vô ở đây. Đây là những cái phòng check-in này nọ. Sau đó là vô đây là nghe cái chữ này là cái duty free, nên là đây là kiểm soát an toàn. Công nhận là lần cuối cùng mình bay là mùa hè năm 2019. Dạ. Lúc đó thì
sân bay nó chưa to như ngày hôm nay. Hôm nay là sân bay quá to luôn. Đây cũng đang chuẩn bị đây, một cái hall nữa. Hả, bên kia cái kia đã to rồi, quá to luôn. Mình có thể nói là họ đã chuẩn bị coi như là gấp 3 lần xưa hết nha. Quá to luôn. Ở trên đường mình bay từ Helsinki đi Singapore sẽ đi ghé qua Doha. Qua Doha thì một tí nữa là sẽ bay bằng chiếc máy bay này ở Qatar đi tới Doha. Rồi từ đi tới Doha là chuyển tiếp khoảng 2 tiếng mấy đồng hồ nữa, thêm một chuyến khác nữa, thêm 7 tiếng nữa là mới tới Singapore. Ok, kết thúc. Rồi. Còn 26 phút nữa là bắt đầu cất cánh. 5 giờ 20 cất cánh. Sau khi bay 6 tiếng 10 phút thì tới Doha. Tiếng bây giờ nóng quá. Thôi 12 giờ kia mà đi chạy vẫn làm việc thôi. Này tại sân bay Doha Hamas 12 giờ kia. Kinh thiệt. Mình đi sân bay này cũng nhiều lần rồi nhưng mà lại chắc đây chưa thấy bao giờ nó như ngày hôm nay. Ôi thiệt. Quá đông luôn. Mọi hướng mọi nơi. Này thuốc đang hạ giá mà không bây giờ bỏ thuốc rồi đâu có mua thuốc đâu. McLaren. Quá, sau cơn dịch mà quá trời luôn. Không ngờ 2 giờ 10. Phải 8 tiếng nữa tới Singapore. Trên đây thì trời nắng tốt, không biết ở dưới thì sao. Từ Batam Indonesia qua Singapore nó chỉ có cái eo biển chút xíu vậy đó. Ta nhìn thấy không, những ít dịch đen đó là những chiếc tàu hàng hải. Group prepare for landing. Hàng hải.
Ôi, sau ngày mệt mỏi giờ tới Singapore rồi. Quải quá quải rồi. Rồi bây giờ đã xuống sau khi security đã qua rồi. Rồi đến đây đi lấy hành lý, đang đợi hành lý. Chung là khách sạn này, phòng này cũng được. Nếu mà đi family thì có cái cửa này mở ra. Phòng ở đây tầng 23. Đi khách sạn. Rồi bây giờ đi xuống. Đi xuống dưới gặp bạn người Miến Điện. Đây. Mà Miến người mi. Người Miến Điện hồi xưa có từng đi qua Phần Lan để training rồi mình làm bạn. Từ năm 2000 mấy giờ gặp 200 gần 20 năm nay. Trên cũng đẹp lắm. Tới chiều về là tối về trên đó mình đứng đó quay phim. Đẹp. Giờ đi ăn cái bụng à, trời ơi đâu rồi đúng không? Anh bạn rồi đâu rồi Bobby. Hey there, hey, what are you? Do you, my goodness. Do you come home from Europe? What is it? Why you bring this one for me? Chocolate. Thank you so much. Oh yeah. And mask? Mask? I forget. Go and take. You cannot forget. What? You have or don't have? Ở nhà, ở trên lầu. Hỏi đây tôi có không? Mình sẽ no, they won't give you. They don't have it. Đây, mấy giờ rồi ta? Đây gần 7 giờ rồi. Đến đi taxi tới cái khu này là khu vực Chinatown. Dạ. Yeah. Đó ha, đi khu vực Chinatown đi đến cho khu là Bugis. So how is it the flight? It is okay. Fly. Your... No, not okay. Why? Too narrow. Yeah, that's not true. You know, I go there, right? I take the premium. Yeah, đây. Hey, sau khi ăn no đây. Hey, ông Kim. Đây. Barbecue. What? Một người khoảng cho cái 20 đô xin. Ồ, 20 đô xin 20 euro. À, cũng được. 20 không hả? Thì có đâu. Đang đi bỏ Singapore. Yeah. Finland nothing. But Finland đúng hả? But we lucky today, they're not too hot. Yes. Not too hot today. Rồi cái hệ thống xe điện ngầm của Singapore nè. Hệ thống điện xe điện ngầm của Singapore. Giờ mình đi mua thẻ hả? Ở trên xuống tới ra ngoài lại xuống đây. Ôi, cái đường hầm là thấy mình thấy khủng khiếp luôn á. Đây là tới xe lửa à. Metro. Wait, I also need to check. You wait, I need to check. Yes. Yeah, I know. We go to Esplanade. Yeah, correct. Of Esplanade. Cái sầu riêng, opera. Đây là mà cái ban đêm đẹp lắm. Tổ hợp này. Đây. Go out. I love you go. Shall we go to... Hey. Shall we go to another side? Go out. Yes. Trong này cô đi hoài. Không có. Here's bed. Bên đó là Madibai Sun. Đó, đây bằng đêm đẹp không?
này ai đông đúc, người du lịch rồi dân người Singapore ra đây tụ tập hứng gió mát rồi người tập thể dục đó. Cuộc sống you know, it's Singapore, they're not big city, but everything. Yes. Is it true? Yeah. You know? You know? Here, you see, we can walk and we can training and like from everything. It's very good, but I like it. Nó mình không hiểu sao nha. Khi mình đến tới đây á, nó có một cái cảm giác nó rất là lạ. À, bởi vì nó đây nó mình không hiểu nha, cảm giác mình gọi là cảm giác gì nha. Mình thấy nơi đây Singapore nó không có to lớn như những thành phố thủ đô khác. Ở đây quý vị nhìn thấy xung quanh đâu. Đây. Nhà hát nổi tiếng sầu riêng. Tiếng của Singapore. Đây, vòng quay Paris. Qua đây. Khách sạn Marina Bay Sands. Ở đây quý vị thấy những cái nhà cao sky, cao tuyệt trời. Tên là San, cũng quen là hồi đó là tại vì San đi tới Singapore, ở đi tới Phần Lan để mà training, rồi tới quen rồi giữ tới bây giờ luôn, gần 20 năm rồi. 20 năm mà lâu lâu thỉnh thoảng gặp nhau có mấy lần. Bốn lần, 20 năm. Rồi cái anh chàng này quay phim rồi nó quay ảnh là đó dễ thương lắm đó, không biết mình đang quay ảnh là ảnh chụp mình đâu, không biết nữa nha. Đó đủ kiểu nha. Thank you, brother. Thank you so much. Okay. Mary Lion. Rất nhiều người du lịch tới đây. Sau cơn đại dịch thì người du lịch bắt đầu cũng đổ dồn về đây. Mà thật sự là mỗi lần mỗi khi thì mình đến em ở đứng đó đi, đứng đó anh vào đây nha. Mỗi khi mình tới Singapore thì cũng phải ra đây đi vòng vòng chút xíu. Tốn tiền, đã tốn tiền tới Singapore mà tại sao mình không đi? Xong. Đi kêu uống cà phê. Sorry. Không tiêu chạy. Đó, du lịch là cứ tới đây ngồi thì dĩ nhiên rồi,
đi du lịch đi Singapore là phải tới đây ngắm ngắm chứ lại đi đâu bây giờ. Ở đây ban đêm ta tụ tập bên kia cũng vậy đó. A lot of people on the side too. So my brother, last before the COVID came, he were there. He came here. He come to Singapore, yeah. Oh, trouble. He know me, right? Yeah, but you know he can I speak English? Tour. Oh. Tour with he tour. He should contact me, ma. But you know, he cannot speak English. Yeah. Yeah, outside is great. So we can walk this way, go to Chinatown too. No lah. Yeah, but yeah, I think yeah. Let me take a look. Clock way. No. Where? Mà cái đường này cứ đi là cứ người ta không vậy đó. Uống cà phê xong rồi bây giờ đi bộ về khách sạn. I mean là here we can go underground to understand. You very well. Và. You still remember? This bridge is a very famous bridge. Yeah, really famous bridge. Yeah. Bridge, I know. Yeah. Clock. Say we go to underside. You know why? Because short way. So we go to clock way and underside. What do you think? I also don't know. I'm following the map. I also don't know. So short way. Này, cái cầu này lúc nào cũng có người ở chân á, những cái chỗ này lúc nào cũng có người ở chân. But when Singapore they closed maybe empty. Yeah, everywhere is empty. So they just open for few months ago. Đây là Fullerton Hotel. Đây là những chỗ nè mất tiền không á. What? Why? I think. No, we can go that way. I think. I know. We can go there's another bridge lah. To Clark Way. No. Clark Way. Clark Way. Bridge. So we can go back a little bit. You know? Cầu đẹp ha. It's nice. Yeah. Beautiful. Clarky somewhere there. Another side. What the hell this sound? Hmm? What this sound? This is the Capital Mall. Shopping mall. Shopping mall? Yeah. Capital. Yeah. The shopping mall. Cái đó là một cái mall là shopping. This one is Paliamit. Parliament để lo mấy cái Parliament. Yeah. Rồi sao cái nhà đó là Parliament, nhà quốc hội. Là gì? Nhà quốc hội. Đây. We go on the side. Yeah. Okay. We go on there. Đó. Clark Key xuống bên đây. Đây bây giờ có người để sẵn. Đó. Mình không biết nha. À, Singapore nó là vậy đó. Không, nó đẹp. Đây là cái sàn đang ở đây. Nó thích á. Cái sàn đẹp á. À, đẹp á. Ê. Đây cái sàn. Sạn này có ăn buffet gì nữa mà mình may đâu có ăn đâu. Đây khách sạn. Cái đèn giống cái đèn mà cái đèn giống cái đèn nhà mình làm nè. Ở nhà cũng có một cái đèn làm cái đèn này như một khách nè. Cái vòng quay Paris
Đây là trên lầu 23. Ngày này cũng 10 giờ đêm mà. Đây cũng có cái hồ bơi. Cái nhỏ. Cũng được. Đâu có thời gian đâu mà bơi. Một con người trông giữ. Sàn này đặt trước thì cũng gần 100 euro. Nếu mà gần tới ngày thì nó nơi đó. Bởi vì cái sàn này nó gần trên nó thao. Nhìn giống India không? Nói chung là ở tầng 23 của chung cư này mình sẽ nhìn thấy ở cái khu cặp mé sông á, ngay cái dòng eo mé sông là khu ăn chơi đó. Ăn chơi bậc nhất của Singapore, những khu đó ăn chơi dài kéo dài đây. Nó flash code. Còn đã phun sương cho mát. Đẹp thế chứ. Vegan. Nó đại chúng đâu chung thôi. Này không mưa là ok. Mưa không? Không có mưa, có mặt trời, không mưa. Không mưa là ok. Ladies and gentlemen, as about to land, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Please refrain from standing up. Rico. Ba tuần. Trong nước đi dữ lắm. Được. Welcome to Vietnam. Đi xong. Xe đâu?
xe đâu? Hẹn nhau cổng thôi vậy.